Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và cả hai biệt đội, đó chính là biệt đội Vui Nhộn và biệt đội Tinh Nghịch, đã có những màn trình diễn rất xuất sắc và họ đã hoàn toàn bùng nổ trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng chúng ta vẫn còn một phần thi đối kháng ở tài năng ca hát. Và bây giờ là phần thi phụ và một điểm cộng vô cùng quý giá dành cho tiết mục xuất sắc hơn. Đó là phần thi đối kháng về tài năng ca hát của bé Nguyệt Thu và bé Kim Ngọc cùng khách mời đặc biệt. Con ơi con, tôi chú hỏi, đường đi về Bến Tre đi nào vậy con, có phải qua phà Rạch Miễu không? Phải chú ơi, sao mới đến đúng không chú? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ờ bây giờ người ta xây cầu rồi, không còn đi phà nữa, chú đi thẳng, chú sẽ thấy cầu Rạch Miễu liền. Ồ vậy hả, rồi cảm ơn hai con nha. Cảm ơn chú. Bầu sang phà Rạch Miễu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu. Bầu đỏ cánh kiên, da bầu vàng phù sa, mắng ngời xanh nương biển, tim bầu hồng lòng hoa. Bầu sang phà Rạch Miễu, quen ngoài xuống bên kia, Sơn Đốc Ba Tri, quốc bầu rung tiếng lá, hoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đỗi, mùi tình lục dân tiên. Đời ánh trăng lên đầu cầu, soi bước em về. Che tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bầu sang và Rạch Miễu, vô chờ giữa nhân nhân, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Bàn chân quấn quất nơ, quanh quẩn dùng thủy trung. Bóng dừa dương áo mộng, in đậm chung yêu thương. Bầu sang phà Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Phương. Lơ lắc lơ xe chàng ơi quá dễ thương, tức lòng theo bén gót ngơ, năn nỉ hoài mà không nghe. Ước gì trong trắng chờ gặp nụ cười bến Tre. Bến Tre tìm chị Mén, con của cô Hai Bến Tre đó con. Trời ơi, sao chú không nói sớm? Chế Mén là chế của con đó chú. Ồ vậy hả? Thôi thôi, con dắt chú về luôn nha. Để đi về con đã chú, ăn kẹo dừa Bến Tre nha chú. À
Và cảm ơn Quốc Hiên đã đến đây và hỗ trợ cho hai bé tài năng ca hát của chương trình Người Hùng Tí Hon. Một lần nữa cảm ơn Hiên rất nhiều. Chúc mừng hai con nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ban giám khảo. Và kết quả sẽ được công bố vào cuối chương trình. Xin mời hai con vào trong chuẩn bị. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.